Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi điểm lấy thẻ cào điện thoại hoặc là phần quà nào đó trên ứng dụng MB Bank nhé. Mình thấy rằng là có rất nhiều bạn sử dụng MB Bank nhưng không biết một điều rằng là ngoài phần thưởng 30.000 đồng mà chúng ta được nhận cộng ngay vào tài khoản ngân hàng khi mà chúng ta tải ứng dụng và đăng ký tài khoản thông qua link giới thiệu, thì chúng ta còn được tặng thêm 1.000 điểm. Và số điểm này chúng ta có thể sử dụng để mà đổi lấy thẻ cào điện thoại ngay trên ứng dụng MB Bank này. Vì vậy video này mình sẽ chỉ các bạn nhé. À, nếu bạn nào có nhu cầu mua tài khoản MB Bank số đẹp thì các bạn hãy liên hệ cho mình nhé. Các bạn sẽ được mua với giá rẻ hơn đến 95%, thậm chí là hơn thế nữa. Ví dụ những số này giá rất là cao, khi các bạn tự mua trên ứng dụng sẽ phải mua với giá này. Tuy nhiên khi mà các bạn mua qua bên mình giá sẽ chỉ còn khoảng vài trăm nghìn. Hãy liên hệ cho mình qua các thông tin này để mà được mua tài khoản số đẹp giá vô cùng rẻ nhé. Nhưng trước tiên, nếu bạn nào mà chưa có tài khoản MB Bank thì các bạn có thể nhấn vào đường link tải ứng dụng ở phía dưới mô tả video nhé. Đó chính là đường link giới thiệu. Nếu mà các bạn sử dụng điện thoại để mà xem video không thấy phần mô tả thì các bạn chỉ cần nhấn vào tiêu đề là mô tả sẽ được mở ra. Đây, đường link giới thiệu đây, các bạn hãy nhấn vào đường link này để mà tải ứng dụng. Và sau khi đăng ký tài khoản thành công, các bạn sẽ được tặng ngay 30.000 đồng cộng ngay vào tài khoản MB Bank của các bạn. Đến bước này thì các bạn nhấn vào đăng ký ngay để mà vào tải ứng dụng nhé. Sau khi các bạn đã cài được ứng dụng MB Bank lên điện thoại, các bạn tiến hành mở ứng dụng ra rồi làm theo yêu cầu để mà mở một tài khoản mới thôi. Khá đơn giản thôi, các bạn cứ điền đầy đủ thông tin, từng bước làm theo yêu cầu là được. Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết qua video cách mở tài khoản ngân hàng MB Bank online trên điện thoại mà mình đã đăng tải trước đó nhé. Mình sẽ để lại đường link của video đó dưới phần mô tả của video này, bạn nào cần thì vào xem. Rồi, sau khi mà các bạn đã đăng ký tài khoản thành công, nếu không gặp vấn đề gì thì các bạn sẽ được tặng ngay 30.000 đồng là cộng ngay vào tài khoản MB Bank của các bạn nhé. Các bạn có thể nhấn vào xem tài khoản để mà xem số tiền đã nhận được. Đó. Ngoài số tiền 30.000 đồng này, các bạn còn được tặng 1.000 điểm và số điểm này các bạn có thể sử dụng để mà đổi thẻ cào điện thoại. Đây, các bạn hãy vào mục đổi quà này để mà xem số điểm của mình đã kiếm được. Đây. Đây các bạn nhé. Đây 1.000 point đây, đó như vậy là mình đang có 1.000 điểm. Trường hợp mà bạn nào không được nhận 1.000 điểm này thì các bạn có thể gọi đến một trong hai số điện thoại này để được hỗ trợ nhận điểm thường nhé. Và nếu được yêu cầu tải đơn này về thì các bạn có thể xem link tải ở bên dưới mô tả của video này nhé. Mình đang có 1.000 điểm và số điểm này chúng ta có thể sử dụng để mà đổi lấy các phần quà ở phía dưới này đây. Thẻ nạp Viettel 10.000 đồng, có rất nhiều phần quà chúng ta có thể đổi hoặc là xem theo danh mục này, quà tặng điện tử hay là mua sắm online, đó có rất nhiều bộ lọ các bạn có thể lựa chọn theo. Thì với 1.000 điểm này các bạn có thể sử dụng để mà đổi lấy thẻ cào điện thoại, thẻ nạp Viettel 10.000 đồng. Đó, để đổi thì các bạn chọn vào đây, thẻ nạp Viettel 10.000 đồng này, chọn vào. Tiếp tục các bạn nhấn vào thêm vào giỏ hàng. Rồi các bạn chỉ cần nhấn vào đổi quà, hoặc là lỡ như nhấn vào tiếp tục chọn quà thì các bạn bấm vào giỏ hàng để mà xem thôi. Đó, các bạn tích chọn vào chỗ thẻ nạp Viettel 10.000 đồng này. Số lượng là 1. Rồi các bạn nhấn vào đổi quà. Tiếp tục. Nhập mã pin digital OTP. Tiếp tục. Đã đổi thẻ thành công. Quà đã đổi thành công. Quà tặng đang được xử lý. Vui lòng truy cập vào quà tặng của tôi để kiểm tra trạng thái hoặc xem tại đây. Thì các bạn có thể nhấn vào chữ đây này để mà xem chi tiết số thẻ mà các bạn đã nhận được. Hoặc là nếu như lỡ quay trở lại trang chủ như thế này, các bạn chỉ cần vào phần đổi quà, rồi các bạn vào menu quà tặng của tôi. Đó, các bạn sẽ thấy nhé. Tiếp tục các bạn nhấn vào xem chi tiết để mà xem số thẻ. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào sử dụng. Đây các bạn nhé, số voucher đây. Đây chính là số của thẻ nạp điện thoại. Các bạn tiến hành sử dụng mã này để mà nạp điện thoại thôi. SIM của mình lại đang lắp ở máy đang quay video này, cho nên là mình xin phép tắt camera một chút nhé. Đây, mình xin phép tắt camera để mà mình quay màn hình nạp vào điện thoại này. Sau 100 3 1 4 0 4 2 4 9 2 3 3 5 4 4 8 nạp. Đó, đã nạp tiền thành công. Rồi đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Hiện tại thì hệ thống chỉ cho chúng ta 1.000 điểm khi mà chúng ta đăng ký tài khoản xong như vậy thôi. Theo như thông tin mình nhận được thì mấy nữa hệ thống sẽ cho phép chúng ta tích điểm bằng cách giao dịch trên nền tảng này. Có nghĩa là chúng ta mà giao dịch trên MB Bank
thì chúng ta sẽ được cộng một số điểm nhất định nào đấy, và chúng ta cứ tích lũy điểm như vậy, đủ điểm thì chúng ta vào đổi quà thôi. Và như vậy thì đối với những bạn mới mà đăng ký tài khoản MBBank, các bạn mà tải ứng dụng và đăng ký thông qua link giới thiệu thì các bạn sẽ được nhận tổng cộng là 40.000 đồng. Trong đó thì 30.000 đồng là tiền mặt cộng ngay vào tài khoản ngân hàng, còn 10.000 đồng là thẻ cào điện thoại. Đó, hãy hiểu là như vậy. Rồi, ok, video này mình chỉ thông tin cho các bạn như vậy thôi.